Vâng, thưa quý vị và các bạn, mới đây thì bộ phim điện ảnh 1990 bất ngờ thông báo hoãn chiếu làm cho dư luận vô cùng xôn xao. Đến trưa ngày 18 tháng 4 thì đạo diễn Nhất Trung tiếp tục đăng đàn, chia sẻ về một diễn viên trong đoàn mắc bệnh ngôi sao khiến cho bản thân vô cùng thất vọng. Không chỉ như vậy, nam đạo diễn còn có chia sẻ về phân đoạn vợ chồng cãi nhau trong bộ phim 1990. Ai xem cũng khen phân đoạn hai vợ chồng cãi nhau. Chúng ta đã thức hai đêm cho phân đoạn đó, khiến cho netizen không khỏi nghi ngờ người mà đạo diễn này đang nhắc tới chính là Nhã Phương. Bởi lẽ trong ba nhân vật chính của 1990 thì chỉ có Nhã Phương đóng vai có chồng mà thôi. Nhã Phương thì đang là cái tên bị nhiều người nghi ngờ là mắc bệnh ngôi sao sau bài tố của đạo diễn Nhất Trung. Thưa quý vị và các bạn, liên lạc với phía Nhã Phương về lùm xùm này thì đại diện nữ diễn viên cho biết do quản lý sắp xếp công việc nên bà xã Trường Giang không biết việc phim bị rời ngày công chiếu, chỉ mới nhận được tin vào ngày hôm qua, tức là ngày 17 tháng 4. Hiện tại thì phía Nhã Phương đang sắp xếp công việc và làm việc lại với nhà sản xuất. Ngoài ra thì liên quan đến dòng bình luận của đạo diễn Nguyễn Phương Điền khi cũng đang ám chỉ đến Nhã Phương từng tỏ thái độ trong quá trình làm phim của ông, phía Nhã Phương từ chối nói về vị đạo diễn này. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể thì trên Facebook cá nhân, Nhất Trung bức xúc chia sẻ rằng có diễn viên chính nào mà không đăng PR poster trailer. Những cái đăng thì toàn phải năn nỉ và đăng toàn những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông của ekip. Có diễn viên chính nào không cho lịch ra mắt Hà Nội, ra mắt trong Sài Gòn thì chỉ báo đến để tham dự 19h45 đi, không cho lịch phỏng vấn báo chí, không cho lịch giao lưu fan, không cho lịch giao lưu các chương trình điện ảnh, dù tất cả những điều này có trong hợp đồng đã báo từ trước. Từ bài đăng này thì cư dân mạng đã gọi tên Nhã Phương vì một câu như sau: ai xem cũng khen phân đoạn hai vợ chồng cãi nhau. Chúng ta đã thức trọn hai đêm cho phân đoạn đó. Trong phim 1990 thì chỉ có phân đoạn của Nhã Phương là đã lấy chồng. Chưa dừng lại ở đó thì bên dưới bài đăng của Nhất Trung, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng vào để ủng hộ. Trong đó đạo diễn Nguyễn Phương Điền của Tiếng Sét Trong Mưa, Vua Bánh Mì bản Việt thì thẳng thắn kể rằng: thương và hiểu em, anh cũng bị bé đó hành hạ một tháng trời. Cho dù anh chỉ là một người làm phim truyền hình mà thôi. Còn đạo diễn Võ Thanh Hòa, chị của 13, ba ngày sinh tử, ông ngoại tuổi 30 hoán đổi thì lên tiếng ủng hộ cho Nhất Trung. Võ Thanh Hòa khẳng định phải có người lên tiếng để phơi bày sự thật. Ngoài ra, một số nghệ sĩ ví dụ như là Nam Thư, Trấn Thành, Mạc Văn Khoa, Tú Vi, Hồng Vân, Mai Ngọc Bảo, xin lỗi quý vị, Mai Bảo Ngọc đều động viên Nhất Trung sớm vượt qua cú sốc này. Thưa quý vị, phim năm 1990 do Nhất Trung làm đạo diễn và sản xuất có sự tham gia của ba nữ chính, đó là Diễm My 9X, Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc. Phim dự kiến ra mắt trong tháng 4 này, nhưng vấn đề liên quan đến nữ diễn viên chành chọe không chịu hợp tác kia mà dự án đã hoãn chiếu. Phim 1990 thuộc thể loại hài, tình cảm với câu chuyện của ba cô gái với ba cá tính khác biệt. Linh Lan do Ninh Dương Lan Ngọc đóng, đầy bản lĩnh trong công việc và ổn định trong tình yêu 12 năm với chàng giám đốc Vũ Nguyễn. Jessica Diễm, tức là Diễm My 9X, lắm mối tối nằm không, tuyên bố không cần đàn ông sau nhiều tổn thương trong tình trường. Nhã Ca, tức là Nhã Phương đóng, thì đăm thắm, dịu dàng, ngày ngày chăm sóc tổ ấm bên cạnh hoàng tử đích thực của đời mình. Năm 2021 có vẻ là một năm rất sôi động của Nhã Phương khi mà các dự án của cô đều tạo tiếng vang. Thế nhưng tiếng lành chẳng đồn xa, thay vào đó là những ồn ào liên quan đến việc đi trễ, diễn xuất thì một màu. Và gần đây là phốt thái độ ngôi sao trong phim điện ảnh 1990. Thưa quý vị, là chúng tôi không nói đến việc đạo diễn Nhất Trung đăng đàn để tố một diễn viên mắc bệnh ngôi sao như thế nào, mà chúng ta hãy nói đến việc chồng của Nhã Phương, tức là danh hài Trường Giang, sau khi mà nghe vợ mình bị cả showbiz tố rằng là mắc bệnh ngôi sao và chảnh chọe thì anh đã lên tiếng như thế nào. Vâng ạ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tiếp tục theo dõi video nhé. Vâng, giữa tâm điểm bị chỉ trích gay gắt trên các diễn đàn, diễn viên phim Cây Táo Nở Hoa vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào. Còn riêng Trường Giang, nam danh hài gây bất ngờ khi mà thản nhiên chia sẻ bài viết quảng cáo thuốc giảm cân bằng hình ảnh hai vợ chồng. Nhiều khán giả cũng bày tỏ tiếc nuối vì trước khi xảy ra mâu thuẫn, Trường Giang và Nhã Phương có mối quan hệ rất tốt.
với đạo diễn Nhất Trung. Thậm chí nội dung phim 1990 cũng được lấy cảm hứng từ câu chuyện đời thực của cặp đôi này. Trường Giang thì không có động thái bênh vực hay là phản bác nào liên quan đến ồn ào này. Anh vẫn tập trung PR cho thương hiệu mình hợp tác từ trước. Trang cá nhân của Nhã Phương thì không mấy rầm rộ trong việc quảng bá dự án phim 1990, dù hai nữ chính khác là Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X lại thực hiện khá là đều đặn. Điều đang nói là vào thời điểm Nhã Phương bị bóc phốt, khắp mặt trận đạo diễn Phương Điền, người sản xuất phim điện ảnh song song, có sự góp mặt của bà xã Trường Giang cũng than phiền vì cũng rơi vào trường hợp tương tự. Người thuộc ekip phim song song của Nhã Phương ủng hộ Nhất Trung, rồi cũng có người lên tiếng điều chúng tôi phải trải qua không lâu. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ rằng qua video này của chúng tôi, chúng ta có thể thấy rằng là có lẽ chính Nhã Phương là người mà Nhất Trung muốn nói đến. Nhã Phương từng nhận không ít gạch đá bởi vì là họp báo muộn, họp báo phim song song 2 tiếng. Dân tình thì phản ánh gay gắt vụ Nhã Phương nức nở bởi vì là đến trễ 2 tiếng. Dù đã khóc nức nở để xin lỗi sau sự cố đến trễ họp báo, tuy nhiên Nhã Phương vẫn mất điểm nặng trong mắt công chúng và bị dân tình mắng không thương tiếc quý vị ạ. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì vụ việc Nhã Phương đến họp báo trễ 2 tiếng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Và không chỉ giới truyền thông bức xúc, ngay cả cộng đồng mạng cũng lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên này. Đặc biệt là dù đã khóc lóc xin lỗi nhưng cô vẫn bị mắng trên các mặt trận mạng xã hội. Không ít người thì cho rằng hành động này của cô rất là giả chân.